Thì ở đây là bức tường của mình vừa mới ốp xong nè anh em. Bức tường này được ốp gạch 30-60 và được ốp cao 5 viên. Thì gạch này ốp rất là chuẩn xác luôn anh em. Nhìn tất cả các kẽ mặt rất là đều. Ở đây mình có chém giấy nhé. Thì anh em nào muốn mua bánh Huế cũng như là sản phẩm kẹo phòng kẹo phải chị thì cũng có thể mua ủng hộ mình nhé qua số điện thoại đã dính ở trên màn hình. Mình xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Xin chào nhé.